Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay tình cờ tôi xem được một đoạn video clip như quý vị thấy ở trên màn hình. Video này được coi là của một vị sư trụ trì của tu viện Chơn Như, nơi mà thầy Minh Tuệ đã từng tu hành ở đây khoảng 5-6 tháng. Thì nội dung của cái video này đó làm cho chúng ta hết sức là bức xúc quý vị. Nội dung của cái vị sư này nói đó là thầy Minh Tuệ là một cái người mà làm biếng, chỉ có thích ôm cái bình bát đi kiếm ngày bữa ăn thôi, rồi ham đi chơi, đi phượt chỗ này chỗ nọ, thay thế vì người ta đi phượt bằng xe hơi, bằng xe Honda. Thì vị sư này nói là thầy Minh Tuệ làm bộ đi khất thực lang thang như vậy, rồi tụ tập đàn đúm, và nói rằng thầy Minh Tuệ không có ngủ ngồi gì đâu, ông lén lén ông chui vô trong cái bãi tha ma hay trong bụi cây lùm cỏ gì đó, rồi ông phi hình giấc tới sáng, ông lại ôm bố ôm mình bát, ông đi ông kiếm ăn. Thì qua cái nội dung của video này đó, làm cho không những bản thân tôi và tất cả mọi người, kể cả những cái người không yêu mến thầy Minh Tuệ, cũng hết bức xúc vì cái thái độ được coi là của một nhà sư trụ trì của một tu viện lớn là tu viện Chơn Như. Thì hôm nay tôi xin được phép chia sẻ cái video này để cho chúng ta cùng đánh giá xem là cái tư cách của vị nhà sư này như thế nào, và đây có phải là cái nguyên nhân mà khiến thầy Minh Tuệ phải rời cái tu viện này để đi ra đi khất thực hay không. Mời quý vị bắt đầu theo dõi video này quý vị nhé. Giờ chúng ta ở vùng thành chứ không phải xuống Bắc mà đi Đà Lạt, cao cao như ngoài đi mà để cho trai dọn trai cảnh hay đi mà để đi đi biển giống như mình phổ đàn đó. Đấy, đầu tiên thì vị sư này nói là với cái thái độ, cái mặt thì kênh lên như thế này, và nói là nhà sư Minh Tuệ đó đi cả rá như vậy, đi khơi khơi như vậy, ra vẻ là mình đi tu hành. Thì ngay từ cái đoạn đầu video này thì cái vị nhà sư này đã tỏ ra hết sức sân si với một cái thái độ ghen ăn tức ở, và nói là vị sư Minh Tuệ này là đi ra ngoài lang thang, đi cả rá chứ không phải là đi tu hành gì. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp video này nhé. Đúng, và các lời của Đức Phật dùng đó là các chợ, các mối khoảng 500 mét, 600 mét, ta ôm mát đi thánh thật, và ta ôm mát đi trong hồn hộ, đi yên nhiên là độ mọi người. Không có đúng hơn, mà khi mà ai nói thì vậy là phát tay, ta không có nói chuyện, ta không có tu hành. Còn khi kiến tạo rồi, thì hỏi cái gì tu hành, người ta dạy, nghe. Thật ra ông bác đi nhân viên ta đổ mọi người quá chứ không phải ông bác để đi kiếm ăn mà là để tạo nhất. Đấy, quý vị thấy không? Nhà sư này nói rằng đi ôm bát là đi gieo duyên, đi chừng 400-500 mét vòng vòng thôi, chứ không phải là đi ôm bát mà đi kiếm ăn. Mời quý vị xem lại cái khúc này nhé. Đi kiếm ăn mà là để tạo danh tạo cho nhân viên ta đổ mọi người quá chứ không phải ông bác để đi kiếm ăn mà là để tạo danh tạo đi cái kiểu đó. Vị sư này nói rằng thầy Minh Tuệ ôm bát đi kiếm ăn rồi tạo danh lợi đi cái kiểu đó. Quý vị thấy rằng ngay từ trong cái ngôn từ đã không có thể phù hợp với một nhà sư trụ trì của một tu viện lớn như vậy được. Có thể rằng chúng ta không có dám khẳng định rằng ai đúng ai sai, nhưng mà cái cách dùng ngôn từ nói chuyện với một người đệ tử đã từng là tu hành ở trong một cái cơ sở của mình, trong một cái tu viện của mình, mà bây giờ lại có những cái thái độ, có những cái ngôn từ xúc phạm, khinh bỉ đối với nhà sư Minh Tuệ như vậy. Và vị sư này thì cho rằng là ôm bát đi khơi khơi vậy để tạo danh lợi. Thì quý vị thấy rõ ràng là thầy Minh Tuệ không hề tạo danh lợi. Thầy đã âm thầm đi khất thực 6 năm nay rồi, và 4-5 năm đầu không hề ai biết đến thầy Minh Tuệ. Chỉ một mình thầy lầm lũi đi trên cái con đường bộ hành như vậy, vào Nam ra Bắc, rồi lại từ Bắc vào Nam. Chứ thầy không hề có muốn tạo danh lợi gì nha quý vị nha. Nếu mà thầy muốn tạo danh lợi, thì thầy ấy, thành công, gia đình kinh tế khá giả, thầy là người có học, có địa vị trong xã hội, thì thầy cần gì phải vất vả bộ hành 5-6 năm như vậy. Thân hình của thầy như vậy, với cái đôi chân mà quý vị đã từng thấy rồi, nó dộp lên như vậy, thân hình gầy gò như vậy, mà không ai biết đến thầy. Thì thử hỏi rằng vị sư này nói rằng thầy Minh Tuệ tu như vậy, đi như vậy để tạo danh lợi, thì quý vị thấy rằng thầy Minh Tuệ có tạo danh lợi hay không thì quý vị đã hiểu rồi nha quý vị nhé. Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Đó, đó là tiếng mà như là Đức Phật đi
Thế mà người ta ông bác nó phòng họ quen đi như thế nào chứ mà kéo nó mày đâu. Đây, vị sư này còn nói thầy Minh Tuệ là kéo cả bầy cả lũ. Xin thưa với quý vị rằng thầy Minh Tuệ đã đi khất thực 6 năm nay rồi và 4 5 năm đầu thì không ai biết đến thầy. Thầy vẫn từng đi từ Nam ra Bắc và thầy ở trong những cái hang núi như vậy, không ai biết đến thầy cả. Mãi cho đến năm 2024 này thì những cái YouTuber, TikToker, những cái phương tiện truyền thông nó phổ biến. Chính vì vậy mà cái hình ảnh của thầy mới được lan rộng ra ở trên khắp toàn cõi Việt Nam cũng như trên thế giới. Chứ thầy Minh Tuệ không hề đi với ai mà nhà sư này lại nói rằng thầy Minh Tuệ là đàn đúm như vậy. Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Chúng ta xem lại nè. À, chúng ta kia có mày đâu. Đấy, thầy nói rằng vị nhà sư này nói rằng thầy Minh Tuệ kéo cả bầy cả lũ. Mới có khoảng những cái khi mà thầy đi đến Huế, đến Quảng Trị thì những cái nhà sư khác vì ngưỡng mộ mà có một cái đoàn tăng đoàn đi theo thầy và rất đông đảo người dân đi theo thầy thôi. Và thầy cũng từng xác nhận rằng thầy đi một mình, còn những cái người này họ muốn đi là quyền của họ. Thầy không mời gọi mà thầy cũng không có xua đuổi. Quý vị đã từng nghe những cái phát biểu này của thầy Minh Tuệ rồi. Vậy mà nhà sư này nói rằng thầy Minh Tuệ là kéo cả đàn cả lũ. Giả sử như thầy Minh Tuệ có kéo đi thì với tư cách là một vị trụ trì và thầy Minh Tuệ đã là từng là đệ tử ở cái tu viện này thì cũng thầy trụ trì cũng không được phép sỉ vả nói xấu đệ tử của mình như vậy thì có xứng đáng là một một vị trụ trì của một cái tu viện lớn như thế này không mà nói rằng thầy Minh Tuệ là kéo cả đàn cả lũ. Những cái lời nãy này không thể nào thốt ra được từ một vị nhà sư đáng kính như thế này được quý vị ạ. Mời quý vị theo tôi dõi tiếp nhé. Bữa ông đi ăn đi thức thần về rồi bác hai mẹ ăn vậy thôi đời sống trầm đạm tu hành mà ai tới mà làm đồng thì ta bỏ đi chỗ khác bây giờ đi chỗ khác ta phát ra không biết gì còn hỏi về tu hành đúng hỏi về xã tâm hỏi về đời sống tu người ta dạy mà những người dạy thì những người phải có thành tu lâu hoặc kiến đạo như đức phật giải thoát giải đến đâu thành sanh phát triển từ đi còn những gì thì theo khác rồi lo là tu hành chứ không phải là cũng đang phù bãi kéo đi mẹ đau khổ từ bắc miền nam. Đấy, nhà sư này nói rằng thầy Minh Tuệ kéo bè kéo lũ đi từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc. Chúng ta xem lại cái câu này nhé. Có những gì thì theo khác rồi lo là tu hành chứ không phải là cũng đang phù bãi kéo đi mẹ đau khổ từ bắc miền nam. Đấy, vị sư này nói rằng tụ năm tụ bảy kéo bè kéo lũ đi từ Bắc vào Nam. Tôi nghĩ rằng đối với một vị trụ trì hay là đối với lại một nhà sư bình thường hay là đối với những người bình thường chúng sinh như chúng ta thôi, chúng ta cũng không có được quyền sỉ vả một cái người đã từng quy y, đã từng tu hành ở trong cái ngôi tu viện của mình mà bây giờ có thể rằng vì cái vị sư này ghen ăn tức ở với nhà sư Minh Tuệ hay không, bởi vì một cái người đệ tử của mình người ta đã phải không có phù hợp. Thầy Minh Tuệ không có nói xấu một điều nào đối với lại tu viện này. Thầy chỉ nói rằng có một thời gian tu tập ở một ngôi chùa tại địa phương nhưng mà không có duyên cho nên con đi ra ngoài để tự tu hành theo 13 hạnh đầu đà. Quý vị có thấy không? Trong suốt những quãng thời gian vừa qua chúng ta không hề thấy thầy Minh Tuệ nói gì đến cái nơi mà thầy đã từng tu hành. Thầy còn giấu nữa mà bởi vì sợ ảnh hưởng đến cái nơi này. Vậy mà bây giờ cái vị sư này lại dùng những cái lời thóa mạ đối với nhà sư Minh Tuệ như thế này thì quý vị có cái nhận xét gì? Mời quý vị comment ở bên dưới nhé. Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Hôm nay đi cái kiểu mà giống như đi hưởng tôi chơi mà mấy ông này nó không làm chủ nó cho ăn cái Dạ, nhà sư này nói rằng thầy Minh Tuệ là đi phượt đi chơi thôi, làm biếng không có là chịu làm gì. Thầy Minh Tuệ đi như vậy là đi phượt đi chơi thôi. Chúng ta nghe lại nhé. mấy ông này nó không làm chủ nó cho ăn cái bụng nữa còn đầu năm hôm nay đi cái kiểu mà giống như đi hưởng tôi chơi mà mấy ông này nó không làm chủ nó cho ăn cái bụng nữa. Sau khi mà vị sư này nói rằng thầy Minh Tuệ là đi phượt đi chơi thôi và còn nói rằng thầy Minh Tuệ không có làm chủ được cái ăn cái ở. Đây, chúng ta theo dõi tiếp.
Còn thần Đức Phật ta đi thánh thần thì là tôi ta làm chủ nên cái ăn ta đặt để ta quán ta xả thì là một bữa ta xả ta không còn tham ăn ta ăn để sống để tu hành ta đi kệ này nghĩa buồn nghĩa yên ta độ chúng sanh chứ không phải để mình ta đi tầm bấy nhiêu gì đó còn... Đây nhà sư này nói rằng thời Đức Phật thì đi khất thực như vậy, đi giao duyên chứ không phải đi theo kiểu làm biếng đó. Đây quý vị nghe lại nha. Đó, vị sư này liên tục dùng những cái lời thóa mạ đối với nhà sư Minh Tuệ. Và sau khi mà nói rằng thầy Minh Tuệ ham đi phượt, kéo bè kéo lũ, thì bây giờ nhà sư này lại còn nói rằng thầy Minh Tuệ rất là làm biếng, không có siêng năng. Chúng ta theo dõi tiếp. Mấy ông này mượn y áo làm biếng tránh né sự đời. Để quý vị nghe thầy nghe lại nha. Bây giờ mấy ông này mượn y áo làm biếng tránh né sự đời. Như vậy rằng qua những cái lời lẽ của nhà sư này, chúng ta có thể hiểu rằng nhà sư này đang vô cùng tức giận, đang vô cùng ganh tị với nhà sư Minh Tuệ. Bởi vì tại sao một người học trò của mình mà bây giờ khi mà bước ra ngoài đời đi tu theo hành 13 hạnh đầu đà lại được mọi người tán thán ngưỡng mộ như vậy, mà còn mình thì lại không có được ai biết đến. Chúng ta nghe đến đây thì chúng ta cũng có thể hiểu được một phần nào lý do tại sao thầy Minh Tuệ không có ở được những cái nơi như thế này rồi quý vị ạ. Do đó mà thầy Minh Tuệ vì những cái lý do như thế này, một ở với lại một vị trụ trì mà sân si như thế này thì hỏi rằng làm sao mà thầy Minh Tuệ có thể ở được. Và đúng đáng lẽ ra thì nhà sư này bây giờ phải hãnh diện vì có một đệ tử nổi tiếng như thầy, một cái người đệ tử của mình mà đã thành đạt như bây giờ, đã tu thành, mình chưa có nói là đã đắc quả A-la-hán hay chưa, nhưng mà bây giờ đã là một vị chân tu và được cả thế giới này biết đến. Đúng ra là thầy phải hãnh diện vì học trò của mình mới đúng chứ. Tại sao mà vị sư này lại có những cái thái độ gay gắt với thầy Minh Tuệ, có một cái thái độ sỉ nhục đối với thầy Minh Tuệ như thế này? Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Sao người ta đặt niệm nó tu ta xả ta quán xả ta làm chủ thì bây giờ dắt ăn ngủ người ta đang là phòng hộ đầu tư. Còn mấy ông này mượn cái y áo của Phật giống như hạm mình liên kết giải lấy những đủ thứ đó, làm cho giống được đi khất thực, giống chỗ là cũng đi khất thực, nhưng mà ba ơi các bác đang ngủ ôm đồng của tiền hay không đúng rồi. Đấy, nhà sư này còn nói rằng đúng ra là phải ôm cái bát mới đúng, còn ôm là cơm điện là không đúng rồi. Quý vị có thấy rằng Phật có dạy là phải đúng ôm đúng cái y bát hay không? Hay là y bát là những cái vật dụng mà do con người chúng ta dùng để đi khất thực không? Đi giao duyên hay không? Chứ Phật đâu có dạy mình là phải đúng ôm y bát mới được mà không ôm những thứ khác. Quý vị có đồng ý với tôi như vậy không? Mà nhà sư này thì nói rằng ôm nổ cơm điện là không đúng. Đấy, quý vị nghe tiếp nhé. Quý vị nghe lại nè. Đi khất thực nhưng mà ba ơi các bác trong bộ môn đồ của tiền hay không ăn đúng rồi. Đấy, cái thái độ kênh lên như thế này và nói rằng thầy Minh Tuệ ôm cái nồi cơm điện là không đúng, không có được. Không có một cái quy định nào mà phải bắt buộc phải ôm y bát, quý vị nhá. Cái bát là một cái dụng cụ để cho nhà sư đi khất thực, để đựng đồ ăn thôi. Khất là xin, thực là những cái thực phẩm để mình ăn uống để đựng thôi, chứ không có quy định là phải dùng cái gì quý vị nhé. Chúng ta theo dõi tiếp nè. Cái đến là ăn bữa cho nó là đúng rồi, không có chuyện tiền bạc cũng là cho là đúng đi, nhưng mà lại mấy ông muốn tạo cho mấy ông một cái là cái dân này không có làm là chứng kiến khỏi trường tôn, khỏi cần làm chủ cái ăn cái ngủ, khỏi cần đầu tư mà được người ta chiếm nữa. Đấy, nhà sư này nói rằng ăn một bữa thì cũng đúng, cũng công nhận rồi, nhưng mà làm biếng cho nên là đi như vậy để cho mọi không người có làm, đây là chứng kiến khỏi trường tôn, không có cần tu gì cả, đi như vậy là có ăn được rồi và được mọi người là ngưỡng mộ rồi. Chúng ta theo dõi tiếp lại nha. Cái ông này không có làm là chứng kiến khỏi trường tôn, khỏi cần làm chủ cái ăn cái ngủ, khỏi cần đầu tư mà được người ta chiêm ngưỡng, khỏi cần đầu tư mà lại được người ta chiêm ngưỡng. Đây quý vị thấy không, vị nhà sư này quá sân si quý vị ạ. Tôi nghĩ rằng sau cái video này
thì cái hình ảnh của cái tu viện này cũng như hình ảnh của vị sư này đã hoàn toàn sụp đổ trong con mắt của Phật tử rồi quý vị. Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Ví dụ như giờ cái gì nghĩ đi, ông đi về dạy mà cái ông này là ông ở đó ở tu viện bản thân sáu tháng, ông không làm chủ được cái ăn cái ngủ. Đấy, vị tu này xác nhận rằng thầy Minh Tuệ có ở đây 5-6 tháng và thầy Minh Tuệ không có làm chủ được cái ăn cái ngủ. Đấy, nhà sư này đang cố tình giảng giải cho mọi người biết rằng vì nhà sư Minh Tuệ ở trong cái tu viện của vị sư này không có làm chủ được cái ăn cái ngủ, cho nên là không có chịu được cái sự khổ hạnh ở trong nhà chùa này, cho nên phải đi ra ngoài. Ý của nhà sư này nói như vậy. Chúng ta theo dõi tiếp nè. Ở tu viện bản thân sáu tháng, ông không làm chủ được cái ăn cái ngủ, cơ không mở được, cho nên buộc ông phải làm đi. Đó là ông không có ở được, không làm chủ được cái ăn cái ngủ, cho nên là ông phải bỏ ông ra đi. Đây quý vị nghe lại nha. Không mở được, ông không làm chủ được cái ăn cái ngủ, cơ không mở được, cho nên buộc ông phải làm đi. Mà nếu giờ ra mà theo đại thừa á, thì trưởng lão nó chỉ cái đúng sai là cũng được, mà bây giờ đó đã chơi ác rồi thì chọn trồng cơ thì cũng không được, cái ăn thì cho là được đi, nhưng mà cái đầu tư cái ngủ chưa làm được. Vị sư này nói rằng theo phái đại thừa, thưa quý vị, trong suốt cái quá trình vừa qua thì thầy Minh Tuệ không hề nói thầy theo đại thừa tiểu thừa gì cả, thầy chỉ có nhận thầy là cái người đang là đi học tập theo cái lời dạy của Đức Phật thôi, chứ thầy Minh Tuệ không hề nói thầy là tiểu thừa đại thừa gì cả, mà nhà sư này đang là dẫn ra là theo phái đại thừa thì không được, rồi không kiểm soát được cái ăn cái ngủ, cho nên là phải ra ngoài. Đây quý vị nghe lại nè. Cái ăn thì cho là được đi, nhưng mà cái đầu tư cái ngủ chưa làm được. Đấy, vị nhà sư này nói rằng thầy Minh Tuệ cái ngủ không làm được. Nè, quý vị theo dõi tiếp nha. Ông nói đây là anh làm chủ cái ăn cái ngủ đầu tư. Đóng già nhưng mà tạm gì cũng nào. Bây giờ ông nói ra ông đi, ông đi ông tạo cũng không lắm. Giống như là ông thích đi chơi, giống như có những người họ cũng thích đi bộ gì, đi từ chỗ này chỗ kia là đi chơi gì. Đấy, vị sư này nói rằng thầy Minh Tuệ thích đi chơi thôi. Quý vị có thử hỏi nhà sư này coi, sư này có thể đi bộ chân trần giữa cái nóng 40 độ như cái thời gian mà thầy Minh Tuệ đi không? Đi chân trần từ Nam ra Bắc, ai mà lại muốn đi chơi theo cái cách của thầy Minh Tuệ được hay không? Thử hỏi vị sư, nhà sư này có đi nổi một ngày không thôi, chứ đừng có nói là đi 6 năm trời như thầy Minh Tuệ, mà lại nói là thầy Minh Tuệ đi chơi. Không có ai ở trên đời này đi chơi theo cái kiểu khổ hạnh như thầy. Thầy Minh Tuệ mà nếu muốn đi chơi thì gia đình thầy có dư sức điều kiện để thầy đi bằng cách nào đó cho nó. Đã nói là đi chơi thì phải tạo cái sự thoải mái nhất cho cơ thể mình. Chứ không có một cái người nào mà nói đi chơi mà lại đi khất thực khổ hạnh như thầy Minh Tuệ. Mà nhà sư này lại nói rằng thầy Minh Tuệ là đi chơi thôi. Đây quý vị theo dõi tiếp nhé. Theo dõi lại nè. Đi bộ vậy, đi từ chỗ này chỗ kia lộ đi chơi vậy. Trong số cũng nhiều người vậy mà không ai làm mất thời gian, nó còn có bắt gọn tiền, còn chồng còn vợ còn con còn đi làm, dù cũng chồng cũng vợ còn con cũng không phải làm, chứ ai mà đi còn cha này nó không làm cái gì, giờ làm biến mà giờ đây nhà sư này còn gọi thầy Minh Tuệ là thằng cha này, thằng cha này nó không làm gì, nó làm biến. Quý vị nghe lại nha. Còn chồng còn vợ còn con còn đi làm, dù cũng chồng cũng vợ còn con cũng không phải làm, chứ ai mà đi còn cha này nó không làm cái gì, giờ làm biến mà giờ. Dạ, một nhà sư, một vị trụ trì của một tu viện lớn như vậy mà lại dùng những cái lời lẽ sỉ nhục đối với người học trò của mình, nói học trò của mình là thằng cha này làm biến, quý vị có thể chấp nhận được những cái lời lẽ được thốt ra từ một nhà sư trụ trì của một cái tu viện lớn không, thưa quý vị? Chúng ta nghe tiếp nhé. Làm gì từ khẩu không, cũng mở đi bát, cũng kiếm ngày bữa ăn cũng ngon mà. Đây, đỉnh cao của cái sự sỉ nhục thầy Minh Tuệ là nhà sư này nói rằng thầy Minh Tuệ ôm bình bát đi kiếm ngày bữa để ăn thì cũng ngon mà. Quý vị nghe lại nhé. Khẩu không, cũng mở đi bát, cũng kiếm ngày bữa ăn cũng ngon mà. Đấy, thầy Minh Tuệ kiếm ngày bữa ăn là ngon rồi. Chúng ta không thể nào mà chấp nhận được một nhà sư là một cái vị trụ trì mà lại có những cái lời lẽ sỉ nhục cái người học trò của mình như thế này. Chúng ta khoan hãy nói rằng thầy Minh Tuệ đúng hay sai. Nhưng mà với một cái thái độ gay gắt như thế này,
một cái thái độ sân si như thế này đối với người học trò của mình, thì quý vị thấy rằng có xứng đáng là một vị trụ trì hay không? Chúng ta nghe tiếp nhé. Đúng không? Hỏi trời trời hỏi là nhưng mà lại ngủ không làm chủ này, đầu cư được là gì biết sao? Bây giờ đó thì bây giờ hôm nay không làm chủ được đầu cư đi ra cùng nghỉ muốn làm chủ thứ nhất, ông đi thân thật đúng không? Khi ông đang dư ông chịu bán trái không? Ông đang đi không? Nhà sư này còn nói rằng thầy Minh Tuệ ăn còn dư bánh trái thì để dành lại. Đây quý vị thấy không? Mà thầy này còn cơn cái mặt lên nói là có ai biết không? Thầy Minh Tuệ để dành lại bánh trái có ai biết không? Chúng ta theo dõi tiếp theo ý đồ của vị nhà sư này như thế nào nha. Tôi đâu biết là em đang dư chừa bánh trái không? Ông em đâu biết là đúng không? À không biết. Rồi bây giờ này cái này là mình không biết đâu là tất cái ngủ cái này đi. Giờ ông đi thằng Lâm nó ngoài đồng rồi vậy tới tấu ông vô vùng cây đồng mã đó. Ông vô nó ngủ ta cái quấn cái vô cái ngủ tới sáng luôn. Nhà sư này nói rằng thầy Minh Tuệ đi xin như vậy đó rồi để dành lại bánh trái đến lúc đó thì ăn. Quý vị có thể thấy nhà sư này không hề biết gì về cái cuộc hành trình khất thực bộ hành của thầy Minh Tuệ hết quý vị ạ. Mà thầy này chỉ có ngồi ở trên những cái ngai vàng ở trong cái chùa cao Phật lớn như thế này rồi phán thôi, rồi đem cái lòng đố kỵ ganh ghét thôi. Quý vị thấy rằng thầy Minh Tuệ chỉ có ăn một bữa vừa đủ no và không ăn nữa. Nếu mà quá ngọ rồi mà không khất thực, không xin được thì thấy nhịn đói nguyên ngày quý vị. Vậy mà nhà sư lại nói rằng thầy Minh Tuệ để dành bánh trái để trong đó rồi lén lén ăn. Rồi tối đến thì đi tìm cái chỗ nào đó, phi giấc tới sáng, ngủ giấc tới sáng. Quý vị nghe lại nha. Bây giờ này, cái này là mình không biết đâu là tất cái ngủ để ai đi. Giờ ông đi thằng Lâm nó ngoài đồng rồi vậy tới tấu ông vô vùng cây đồng mã đó. Ông vô nó ngủ, ta cái quấn cái vô cái ngủ tới sáng luôn. Ông quốc hơi tới sáng luôn. Quý vị có thấy rằng tại sao một cái vị đức trọng như thế này mà lại dùng những cái lời lẽ hết sức thô bỉ chà đạp lên cái nhân phẩm của người học trò của mình quý vị? Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Cái ông bác đi dạy, đi diễu hành chơi, đi phượng chơi vậy. Đấy, sau khi mà ông quốc, một nhà sư này nói là sau khi mà thầy Minh Tuệ giấu bánh ở trong cái đó, rồi tìm chỗ nào đó phi giấc tới sáng, rồi lại ôm bát đi chơi vậy à? Quý vị nghe tiếp nhé. Ngủ ra cái quấn cái vô cái ngủ tới sáng luôn. Cái ông ôm bát đi vậy, đi diễu hành chơi, đi phượt chơi vậy. Đi diễu hành, đi phượt. Thử hỏi thầy, con hỏi thử hỏi thầy rằng thầy có đi nổi một ngày hay không thôi. Thầy có đi nổi 100 mét giữa cái nắng 40 độ ở trên đường nhựa hay không thôi. Mà thầy lại nói thầy Minh Tuệ là đi phượt, đi chơi vậy à? Quý vị có thể nào mà hình dung ra trong cái đạo Phật của chúng ta lại có những cái vị tu trì mà lại phát biểu những cái lời lẽ hết sức cay nghiệt, hết sức sân si, ganh tị, ghen ghét với chính đệ tử của mình không quý vị? Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Thay vì ta đi xe đạp, xe Honda, xe hơi, ta đi tới rừng, ta đi phượt veo, xe núi, giờ ông chơi là ông không cần mấy xe đó. Nếu ông làm gì ai lẽ đâu, cho nên ông không vượt chiếc đá, ông làm sống giống phải chút, nhưng mà trong đó là ông không làm chủ được cái ăn, cái ngủ. Nhà sư này nói rằng thay thế vì người ta đi là xe đạp, xe hơi, mà ông khôn, ý nói là thầy Minh Tuệ đó, ông khôn, ông đi như vậy đó để cho người ta khỏi biết. Thầy Minh Tuệ đâu có phải trả bộ tới 6 năm rồi quý vị. Quý vị đã hẳn rằng, quý vị đã biết những cái thời gian vừa qua, thầy Minh Tuệ là một người như thế nào. Mỗi một ngày, thầy Minh Tuệ có hàng, khi mà thầy Minh Tuệ bộ hành như vậy, thì có hàng trăm chiếc camera, hàng trăm cái phone chiếu vào thầy, quan sát thầy suốt ngày đêm như vậy. Thậm chí là có những cái lúc mà những cái việc riêng tư, vệ sinh của thầy còn không có thời gian để đi nữa. Thì điều đó đã xác nhận rằng thầy Minh Tuệ không bao giờ mà lại có cái cảnh mà giấu đồ ăn thức uống vào hay là tìm chỗ nào phi một giấc tới sáng. Thầy này chỉ có ngồi ở trên chỗ mà ngay vàng chùa cao Phật lớn để mà phán xét thôi, để mà ganh ghét đố kỵ thôi. Chứ thầy này chưa bao giờ biết được học trò của mình là cái người thế nào. Cái thời gian vừa qua, người học trò của mình được xã hội, được bà con Phật tử cũng như trên khắp thế giới nhìn nhận đánh giá một cái người học trò của mình như thế nào. Vị sư này
chỉ có mang trong người một cái nỗi sân si, một cái nỗi tức giận, một cái nỗi ganh ghét để mà phán xét, để mà hạ bệ thầy Minh Tuệ xuống quý vị ạ. Làm sao mà quý vị đã biết rồi, thầy Minh Tuệ, các cái YouTuber, các TikToker, các cái máy quay phim liên tục chiếu vào thầy, thì thầy, cuộc sống của thầy, thầy tu hành ra sao thì chúng ta đã biết rồi. Thầy ăn uống như thế nào chúng ta biết rồi. Thầy ngủ ra làm sao chúng ta biết rồi. Không cần mà chúng ta phải giải thích gì thêm cho cái vị trụ trì của một cái ngôi tu viện lớn như thế này. Mình không có cần phải giải thích làm gì cho những cái một cái vị tu hành mà lại có những cái tư tưởng xấu xa như thế này. Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Không làm chủ được cái làm tư đâu, cũng đâu có làm chủ được cái ngủ đâu. Không bao giờ ông này mà làm chủ cái ngủ, con khẳng định điều đó. Vị sư này nói rằng ông khẳng định là sư Minh Tuệ không có làm chủ được cái ngủ. Vâng, quý vị thấy rằng tôi không có nhớ tên một cái nhà sư đó, nhưng mà trong cái cuộc bộ hành ấy, thì nhà sư đó mới nói rằng thầy Minh Tuệ mặc dù nhỏ con như vậy, nhưng mà khi mà thầy đã ngồi xuống thầy thiền rồi ấy, là như một cái cột không có ai nhấc lên nổi. Đấy, thầy ngủ ngồi mà cái khi mà thầy đã ngồi mà thầy thiền rồi đó, thì như là một cái cây cột vậy, vững chắc như vậy. Vậy mà nhà sư này nói rằng thầy Minh Tuệ không làm chủ được cái giấc ngủ. Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Có một điều sai của điều gì? Không bao giờ ông này mà làm chủ cái ngủ, con khẳng định điều đó. Ông nói là cái gương mặt rất sân si, cái thái độ, quý vị có thấy cái thái độ? Ông khẳng định là thầy Minh Tuệ không làm chủ được cái giấc ngủ của mình. Vâng, chúng ta theo dõi tiếp. Có một điều sai của điều gì? Không bao giờ làm chủ cái ngủ, mà không làm chủ được cái ngủ thì sao con cái sinh của mình hết được? Thì vậy ông có đầu tư được không? Ông đi cầu bơ đi chơi như vậy. Ông này lại còn nói rằng không làm chủ được giấc ngủ, và ông ấy đi cà gua chơi chơi vậy. Chúng ta theo dõi lại nha. Cái ngủ thì sao con cái sinh của mình hết được? Thì vậy ông có đầu tư được không? Ông đi cầu bơ đi chơi như vậy. Ông đi cà gua chơi chơi vậy. Nhà sư đang nói là thầy Minh Tuệ không làm chủ được giấc ngủ và đi cà gua chơi chơi như vậy. Dùng những cái từ ngữ hết sức là hạ cấp để mà hạ bệ cái người học trò của mình, quý vị. Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Giống như những người có những người trầm cảm, có những người còn sống ở đời, có những người ngộ họ ở đời họ cũng còn tham sân si dục lạc như vậy. Mà không chơi với ai nè, không có giải thoát không? Không. Nhà sư này nói rằng ông này, ý nó là thầy Minh Tuệ, ông này ông cũng đi vậy mà ông có tu hành gì đâu, ông có đúng chánh pháp gì đâu. Quý vị có thể làm sao mà nhà sư này ngồi ở trên chùa cao Phật lớn, phòng máy lạnh như vậy mà biết được thầy Minh Tuệ có tu hành đúng pháp hay không? Quý vị có thể đánh giá cái lòng đố kỵ sân si của nhà sư này không quý vị? Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Ông chỉ mượn cái y áo là cho đúng cái phần đó thôi. Ông chỉ mượn cái y áo như vậy thôi. Quý vị có thể thấy rằng cái y áo của thầy Minh Tuệ là y phấn tảo. Mà y phấn tạo thì phải lụm những cái mảnh vải cũ từ bãi tha ma, từ những cái bãi rác để mà may lại thành một cái y phấn tạo. Chứ đâu có phải là nếu mà thầy Minh Tuệ mà muốn mượn y áo ấy, thì thầy Minh Tuệ đã mặc những cái áo đẹp, những cái áo sạch sẽ. Thầy nhà thầy Minh Tuệ dư khả năng để có thể mua những cái y áo đẹp, y áo tốt, y áo thơm tho sạch sẽ cho thầy bạc. Chứ đâu phải là vì mà thầy muốn mượn cái y áo mà thầy lại phải khổ hạnh như vậy. Mà nhà sư lại nói rằng thầy Minh Tuệ mượn cái y áo như vậy thôi chứ không có tu hành gì cả. Chúng ta theo dõi tiếp nè, chúng ta theo dõi lại nha. Như vậy là nhà sư này ông không có tu hành gì cả, ông chỉ có đi mượn y áo như vậy và không có
có tu hành đúng pháp gì cả. Chúng ta theo dõi tiếp nhé. Cái ngộ đầu tư không có làm được. Thế không có làm được cái ngộ đâu. Rồi đầu tư cũng không được nữa. Đúng không? Rồi bây giờ giống như là ông Tảo, bây giờ giờ ông đi chép tạm bày. Giờ chúng ta làm sao? Ông này còn nói rằng Thầy Minh Tuệ kéo nhau đi cả bài ở cuối video này quý vị. Để tôi quay lại cho quý vị nghe rõ nha. Thầy Minh Tuệ kéo cả bài nha quý vị. Cái ngủ đâu, rồi đầu tư cũng không được nữa. Đúng không? Rồi bây giờ giống như là ông Tảo, bây giờ giờ ông đi chép tạm bài. Quý vị có thể thấy rằng một cái vị trụ trì của một cái tu viện lớn như vậy mà lại có một cái lòng đố kỵ ganh ghét như thế này, thì chúng ta thử hỏi rằng làm sao mà Phật tử cũng như tất cả mọi người dân quý mến được. Tôi xin chia sẻ với quý vị rằng sau cái video này thì cái vị sư này đã có một cái pha tự hủy đến tận cùng rồi. Không những tự hủy đối với bản thân của nhà sư này mà còn ảnh hưởng tới cái tu viện, mà tu viện nơi ông thầy này làm trụ trì nữa. Và tôi theo như tôi được biết đó, thì có rất là nhiều người ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, và người ta đang là định là người ta sẽ tổ chức những cái đoàn để mà người ta đi về cái tu viện này. Cái tu viện này là cái nơi mà thầy Minh Tuệ đã từng tu, để người ta chiêm ngưỡng cái nơi mà từ đây đã sinh ra được một cái người đệ tử, và người đệ tử đó là thầy Minh Tuệ. Thì người ta về đây để người ta tham quan cái nơi coi thầy tu, thầy Minh Tuệ lần đầu tiên quy y ở đây, là cái ngôi tu viện này nó như thế nào. Và qua đó người ta có thể cúng dường, người ta có thể làm rất nhiều những cái việc từ thiện nữa, để qua cái hành động đó như là một cái cử chỉ để tri ân cái nơi đã từng tạo điều kiện để giúp đỡ cho thầy Minh Tuệ quy y đi tu. Và cũng chính từ cái nơi đầu tiên này mà cả đạo Phật chúng ta cũng như toàn thể những cái người yêu mến thầy Minh Tuệ có một nhà sư đáng kính như thầy Minh Tuệ ngày hôm nay. Nhưng mà qua cái video này thì tôi thấy rằng rất nhiều người, người ta quay xe rồi, người ta không đến đây nữa đâu. Người ta định là sẽ đến đây với một cái thành ý như vậy, nhưng mà qua cái pha tự hủy này thì hình ảnh của vị nhà sư này cũng như là cái hình ảnh của cái ngôi chùa, ngôi tu viện này sẽ bị ảnh hưởng rất lớn do những cái lời phát biểu của vị nhà sư này. Thì đây là những cái gì quý vị nghe thấy, chính mắt quý vị, chính tai quý vị nghe thấy vị nhà sư này nói. Còn tôi thì chỉ phân tích theo cái suy nghĩ cá nhân của tôi thôi. Có thể không đúng với quý vị, có thể không đúng với những cái người nào đó, nhưng mà đây là cái quan điểm cá nhân. Nếu quý vị thấy cái quan điểm của tôi không phù hợp với quý vị thì xin quý vị bỏ qua video này. Còn nếu mà quý vị nào thấy rằng cái quan điểm của tôi là phù hợp thì xin quý vị hãy cho một like, một chia sẻ, một comment, đăng ký kênh để chúng ta theo dõi tiếp những cái diễn biến về tình hình của thầy Minh Tuệ trong những cái ngày sắp tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.